Xin chào các bạn, hôm nay Honey Cake and Studios sẽ giới thiệu đến các bạn món bánh mì kẹp giăm bông rất đơn giản, phù hợp làm bữa ăn nhẹ cho gia đình. Để làm món bánh mì kẹp giăm bông thì chúng ta cần những nguyên liệu sau. Các bạn có thể chọn một trong ba loại bánh mì này: bánh mì baguette, bánh mì tròn hoặc là bánh gối. Ngoài ra, nguyên liệu quan trọng không kém đó là giăm bông, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng là xúc xích tỏi. Để cho món bánh mì giăm bông của chúng mình đỡ ngán thì mình có thể sử dụng thêm những loại rau như là rau xà lách, cà chua và dưa chuột. Tùy theo khẩu vị thì các bạn có thể chọn thêm rau bắp cải tím thái nhỏ. Để cho món sandwich của chúng mình béo và ngậy thì mình thường sử dụng thêm phô mai lát như thế này. Không để các bạn chờ nữa, chúng mình bắt tay vào làm thôi. Đầu tiên là chúng mình sẽ thái lát giăm bông trước nhé. Giăm bông mua về này, chúng mình cắt túi ra này. Chúng mình sẽ có những lát giăm bông rất là thơm. Các bạn thấy không? Tùy theo, ví dụ như là mình làm bánh mì dài thì cái giăm bông này của mình có thể là cắt ra làm đôi. Còn nếu như mình làm bánh mì tròn thì mình có thể để nguyên như thế này cho nó ngon. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến phần sơ chế rau củ quả. Các bạn có thể là thái dưa chuột. Dưa chuột thì mình sẽ cắt lát mỏng. Bạn chú ý nhé, chúng mình làm sẽ thái dài, nếu như mà mình dùng bánh mì dài, mình sẽ thái dài. Cà chua thì các bạn nhớ là mình sẽ thái tròn, lát tròn nhá. Những lát cà chua mỏng mỏng thôi. Các bạn thấy không? Những miếng cà chua này nhìn rất là ngon. Rau thì mình chỉ cần tách nó ra khỏi cái thân của nó là được. Với món ăn này thì cách làm rất là đơn giản. Hầu hết các nguyên liệu thì các bạn có thể tìm ở những siêu thị nhỏ gần nhà. Mình sẽ sử dụng thêm một vài lát phô mai như thế này. Và bây giờ chúng mình sẽ tiến hành kẹp vào bánh mì nhé. Mình sẽ bỏ cái này ra đĩa này cho tiện.
với bánh mì dài như thế này thì để làm chiếc bánh mì kẹp thì mình thường chia nó ra làm 3 hoặc 4. Dài thì mình sẽ cắt ra nhé. Đây thì hôm nay mình sẽ làm 2 lát miếng bánh mì dài thôi. Vì là hôm nay chúng mình chỉ có 2 người ăn. Bánh mì thì các bạn thái rạch nó ra, rạch giữa ra. Để rạch đẹp được thì các bạn lưu ý là mình nên cho cái bánh mì bên trên một cái thớt, nếu như mình làm không chuyên. Xong rồi các bạn dùng dao, dao sắc và rạch một đường cơ bản là nó sẽ ra được như thế này. Chúng mình tiến hành kẹp món bánh mì dăm bông này nhá. Sau khi mà các nguyên liệu chúng ta đã lấy ra rồi thì chúng mình sẽ kẹp nó vào bánh mì. Đầu tiên là mình sẽ cho phô mai. Tiếp đến sẽ là giấm bông. Theo là mình hay sử dụng xà lan, rau xà lách này. Hai lát cà chua. Và một vài miếng dưa chuột. Nếu mà bạn nào mà thích mayonnaise thì chúng ta có thể sử dụng thêm một chút mayonnaise vào đây. Món ăn bây giờ sẽ rất là ngon rồi đó. Sau khi thành phẩm đã xong, chúng mình thử nhé. Béo và ngậy.